Bà Rịa Vũng Tàu hỏa tốc truy tìm 12 người về từ gò vấp trốn cách ly. Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa có công văn hỏa tốc gửi cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội PC06 và công an các địa phương về việc kiểm tra, ra soát, truy tìm các trường hợp trốn cách ly tập trung tại huyện Châu Đức. Trước đó, theo báo cáo của công an huyện Châu Đức, qua truy xét có 12 công dân trở về từ quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình chuẩn bị đưa những người này vào khu cách ly tập trung thì nhóm này bất ngờ bỏ trốn. 12 người này gồm Hà Trí Tâm sinh năm 1979, Hà Nguyễn Đông Nghi sinh năm 2008, Hà Hạ Thảo sinh năm 2013, Nguyễn Thị Thanh Đông sinh năm 1978, Nguyễn Hải Dương sinh năm 1980, Nguyễn Mạnh Tùng sinh năm 2021, Nguyễn Ngọc Gia Thanh sinh năm 2011 cùng ngụ huyện Châu Đức, Nguyễn Thanh Hoàng sinh năm 1969, Nguyễn Thanh Hằng sinh năm 2011, Ngô Thị Lưu sinh năm 1976. Lê Mỹ Anh sinh năm 2011 và Ngô Thị Thủy sinh năm 1981 cùng ngụ phường 7, quận Gò Vấp. Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu phòng PC08, Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác nắm tình hình, ra soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, cũng như ra soát các công dân trở về tỉnh trong 14 ngày qua. Nếu phát hiện có thông tin trùng với 12 người trên thì báo cáo với Công an tỉnh và Công an huyện Châu Đức để kịp thời xử lý. Yêu cầu công an huyện Châu Đức phối hợp với các lực lượng chức năng, công an quận Gò Vấp, Khẩn trương xác minh truy tìm, vận động người thân liên lạc với 12 công dân đang bỏ trốn, vận động họ chấp hành cách ly theo quy định. Giám đốc công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đề nghị công an các địa phương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, giám sát các trường hợp công dân cách ly tập trung trên địa bàn, kiên quyết không để xảy ra trường hợp trốn cách ly và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.